Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc triển lãm tư liệu và giới thiệu sách với chủ đề kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đã đến dự. Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời năm 1943 do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo đã được thông qua. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng tạo nền tảng cho sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa mới. Sau 80 năm, những tư tưởng của đề cương văn hóa vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế. Triển lãm tư liệu và giới thiệu sách chủ đề kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023 có hơn 80 hình ảnh tư liệu quý hiếm và hơn 200 đầu sách báo. Đây là hoạt động ý nghĩa giúp toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước, thấm nhuần ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 trong thời gian 80 năm qua. Qua đó cũng khẳng định tầm nhìn xa trông rộng của đảng ta về vị trí vai trò tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ngày 25 tháng 2, Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời phối hợp Hội từ thiện Trái tim Việt thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Theo đó, các y bác sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã thăm khám và cấp thuốc miễn phí cho 1.000 lượt người dân tại huyện Trần Văn Thời. Qua thăm khám, các y bác sĩ cũng tư vấn cho người dân cách phòng ngừa một số bệnh thường gặp và cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Nhân dịp này, Hội từ thiện Trái tim Việt thành phố Hồ Chí Minh đã tặng 500 suất quà cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Cà Mau hôm qua đã tổ chức trao nhà mái ấm công đoàn cho các nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Đầm Dơi. Mái ấm công đoàn được trao cho thầy Ngô Ngọc Bắc, giáo viên trường trung học cơ sở trung học phổ thông Nguyễn Quân. Căn nhà ngang 4m, dài 20m, được xây dựng vững chắc. Trong đó, công đoàn ngành giáo dục hỗ trợ 25 triệu đồng. Căn nhà thứ hai được công đoàn ngành giáo dục hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng, trao cho cô giáo Phạm Ngọc Hân, cũng là giáo viên trường trung học cơ sở trung học phổ thông Nguyễn Quân. Những căn nhà được trao nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần động viên các thầy cô giáo an tâm công tác, cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Sáng nay, huyện đoàn Nam Căn và huyện đoàn Thới Bình tổ chức lễ phát động tháng thanh niên năm 2023. Với chủ đề tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, tháng thanh niên năm 2023, huyện đoàn Nam Căn phát động tới các cấp bộ đoàn trong toàn huyện, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, như đảm nhận thực hiện các công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Sau lễ phát động, trên 100 cán bộ đoàn viên thanh niên huyện Nam Căn trao quân vệ sinh môi trường và hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Thới Bình trong năm 2023, huyện Thới Bình đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho huyện đoàn Thới Bình. Một số đơn vị đã tặng quà và khám bệnh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Với tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, huyện đoàn Thới Bình đã thành lập các đội hình chuyển đổi số, đội hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cùng đội hình thanh niên xung kích, tuần tra, tự quản, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông cho người dân. Thưa quý khán giả, ngày 25 tháng 2, chương trình Vì một Việt Nam xanh chung sức trồng 1 tỷ cây xanh, trao tặng hơn 10.000 cây nước, cây mắm cho vườn quốc gia mũi Cà Mau. Chương trình do tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp với công ty cổ phần Con Cưng và Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Trong ngày hôm qua, những cây xanh đầu tiên đã được trồng tại khu du lịch mũi Cà Mau. Hưởng ứng phát động chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Cổ phần Con Cưng và Bộ Tài nguyên Môi trường tập trung vào việc khôi phục rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Thông qua việc xuất bản và bán 100.000 bộ truyện tranh và tập tô màu xứ sở mặt trăng, chương trình lan tỏa tới cộng đồng về giáo dục tầm quan trọng của cây xanh cho trẻ nhỏ.
Ngoài ra, với mỗi cuốn tập tô được đặt mua, cha mẹ và các bé đã chung tay góp 10.000 đồng cho chương trình. Em thấy là vui, bổ ích cho bé, cũng giúp bé được học hỏi là tại sao mình phải trồng cây như thế, trồng cây như thế giúp ích được gì. Cũng cái bé được tự tay nó trồng cây, được giúp nó sáng tạo, nó biết được có những cái cây xanh quan trọng thế nào cuộc sống này. Em nghĩ là mấy năm sau nữa em sẽ dẫn bé quay lại đây, cảm nhận được cái cây này lúc trước học con trồng, hôm nay như thế nào, chắc bé sẽ vui lắm anh. Đứng một mình thì các cây rất là nhỏ bé và mong manh, nhưng mà khi các cây đứng cùng với nhau thì các bạn thấy là đã tạo một cái màng rào chắn rất là mạnh mẽ, cũng như một lá phổi cho đất nước mình. Thì khi từng khi còn nhỏ thì những cái trái tim nhỏ biết yêu thương, các con sẽ biết trồng từng cái cây nhỏ một, thì đó chính là những hành trình sẽ rất là ý nghĩa cho con về sau này. Và khi các cây ở đây lớn lên thì bản thân các con và các gia đình các con cũng sẽ được bảo vệ. Sau tỉnh Quảng Trị, Cà Mau là điểm đến thứ hai của chương trình Vì Một Việt Nam Xanh, chung sức trồng 1 tỷ cây xanh. Các loại cây được lựa chọn đảm bảo phù hợp với điều kiện về thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương. Đặc biệt, cùng với sự tham gia của các phụ huynh và các em nhỏ sẽ truyền thêm nguồn cảm hứng, lan tỏa tình yêu thiên nhiên và thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của doanh nghiệp. Mà cái việc đưa các em bé là khách hàng của con cưng tham gia trực tiếp vào cái việc trồng cây thì có ý nghĩa giáo dục rất là lớn đối với các em về ý thức bảo vệ môi trường. Các em có được cái trải nghiệm thực tế cái môi trường rừng tại Cà Mau thì qua đó sẽ lan tỏa và truyền cảm hứng tới những em nhỏ khác trong việc bảo vệ môi trường và trồng ý nghĩa của trồng cây xanh. Trong khuôn khổ của chương trình, ngoài việc tham gia trồng cây, các em nhỏ đã được trải nghiệm và khám phá vườn quốc gia Mũi Cà Mau với nhiều hoạt động thú vị và bổ ích như học hỏi thêm kiến thức rừng ngập mặn, tìm hiểu hệ sinh thái của vườn quốc gia. Dự án Vì Một Việt Nam Xanh đã khơi gợi và xây dựng tình yêu thiên nhiên, tình yêu cây xanh của những mầm non tương lai của đất nước. Từ những cây xanh được trồng vững trải đã lan tỏa ý nghĩa nhân văn đến cộng đồng để mỗi người đều có thể góp phần bảo vệ môi trường sống hôm nay cho tương lai. Toàn huyện Ngọc Hiển hiện có trên 1.300 hecta diện tích nuôi sò huyết thương phẩm xen canh trong vuông tôm. Năm 2023 sẽ nhân rộng thêm khoảng 700 hecta cho các hộ nuôi trên địa bàn huyện. Mô hình nuôi sò huyết phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương và tiết kiệm chi phí sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao nên được người dân áp dụng rộng rãi. Đa phần các hộ nuôi lựa chọn con giống chất lượng tại những cơ sở có uy tín và đầu tư ao nuôi, cải tiến kỹ thuật nuôi sò huyết theo hướng dẫn của ngành chuyên môn để chủ nuôi đạt năng suất. Sò huyết giống có kích cỡ từ 800 đến 1.000 con một ký, thả nuôi khoảng từ 7 đến 9 tháng cho thu hoạch tỉa thưa. Sò huyết thương phẩm đạt trọng lượng 80 con một ký, có giá 150 đồng một ký. Mỗi vụ nuôi, người dân thu lợi nhuận từ 40 đến 60 triệu đồng. Theo các hộ nuôi, mô hình nuôi sò huyết trong vuông tôm không ảnh hưởng đến các đối tượng nuôi khác trên cùng diện tích và nâng cao thu nhập hiệu quả cho các hộ nuôi. Tính đến cuối năm 2022, toàn huyện Nam Căn có 7 sản phẩm của 4 chủ thể được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cấp giấy chứng nhận đạt sản phẩm OCOP. Đây là những sản phẩm đặc trưng mang nét văn hóa ẩm thực vùng đất Nam Căn từ các sản phẩm được chế biến từ tôm và cua. Sản phẩm OCOP là hướng đi đầy hứa hẹn khi tiềm năng sản phẩm từ con tôm và con cua tại huyện Nam Căn còn khá đa dạng. Năm 2022 thì ước tính tổng doanh thu gần 21 tỷ đồng với 43.300 tấn trên 7 sản phẩm OCOP của huyện, và những sản phẩm của nông dân làm ra thì được các chủ thể OCOP sản xuất mang lại cái hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó thì tất cả các cái sản lượng sản xuất đều tăng tỷ lệ từ 10 đến 20% so với năm trước. Hầu hết tất cả các cái chủ thể OCOP đều được mở rộng cái địa bàn kinh doanh ra các tỉnh phía Bắc và xuất khẩu sang Thái Lan thông qua các cái hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm trong tỉnh và trong nước. Hợp tác xã tại Thịnh Phát Farm, ấp Lung Đước, xã Tam Giang là hợp tác xã tiên phong trong phát triển sản phẩm OCOP và từng bước mở rộng thị trường. Hiện nay hợp tác xã đang có 4 sản phẩm OCOP gồm tôm khô sinh thái, thịt cua sinh thái, chả tôm sinh thái, chả bông tôm. Hợp tác xã luôn chăm chút từng sản phẩm, nghiên cứu thị trường, cách làm để cung ứng đa dạng sản phẩm đặc sản của địa phương từ mặt hàng tôm, cua, lợi thế của địa phương.
Mong muốn của mình là được tiếp nhận được những cái khách hàng, nhiều hơn, để có nghĩa là khi mình sản xuất nhiều sản phẩm như thế này để tạo công ăn việc làm cho người dân tại địa phương của mình. Mong muốn là cái nhà nước mình quan tâm là để phát triển cái nguồn cua của Việt Nam, nhất là cua sạch đó, thì sẽ nên quan tâm tới những cái tổ hợp tác là nuôi cua sinh thái, thì cái hàng của mình nó có chất lượng hơn và nó cũng dễ đưa vào, ví dụ như là sản phẩm sạch và sản phẩm được đạt chuẩn chất lượng OCOP. Năm 2023, huyện Nam Căn phấn đấu có thêm 12 sản phẩm tiềm năng đạt sản phẩm OCOP từ 3 sao, nâng hạng cho 5 sản phẩm đã đạt 3 sao lên hạng cao hơn. Các sản phẩm tiềm năng phát triển mới cũng được chế biến từ tôm cua như tôm sú sinh thái ngũ đông, bánh phồng cua, bánh phồng tôm tích và một sản phẩm mới là yến xào tinh chế. Đối với những cái sản phẩm đăng ký mới thì được các cái ngành chuyên môn hỗ trợ về các cái thủ tục pháp lý cũng như hướng dẫn các quy trình thực hiện. Bên cạnh đó thì cũng phối hợp với các cái chi cục, các sở ngành tỉnh hướng dẫn và hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, hợp tác xã về mẫu mã, bao bì sản phẩm, tiếp tục xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Những đặc sản địa phương được chăm chút qua bàn tay của người nông dân thời hiện đại sẽ tiếp tục được ra đời, quảng bá và phát triển, hứa hẹn đem đến nguồn thu nhập ổn định, bền vững cho người dân địa phương. Đó cũng là mục tiêu của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Nam Căn đối với ngành hàng chủ lực từ tôm và cua. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh dẫn thông tin chia sẻ từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO và cơ quan đầu mối y tế quốc tế cho hay, tại tỉnh Phrae Frang của Campuchia, tỉnh có đường biên giới với Việt Nam, bước đầu ghi nhận 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm cúm A H5N1 độc lực cao. Trong đó có 1 trường hợp tử vong và một số trường hợp nghi mắc bệnh. Trước bối cảnh trên, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ngành y tế 20 tỉnh thành phố phía Nam triển khai gấp biện pháp phòng cúm H5N1. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Y tế 20 tỉnh thành phố phía Nam tập trung giám sát, phát hiện các trường hợp viêm phổi nặng do virus tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn, đặc biệt chú ý các trường hợp có tiền sử dịch tễ đi đến ở từ vùng có dịch. Kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi đến Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh. Các đơn vị kiểm dịch y tế quốc tế giám sát chặt chẽ người ra vào ở vùng có dịch cúm gia cầm AH5N1, đồng thời phối hợp với đơn vị kiểm dịch động thực vật, giám sát gia cầm, động vật thủy sản vào Việt Nam qua cửa khẩu và qua đường mòn lối mở. Trong động thái mới nhất, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 2 đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp giám sát chặt người nhập cảnh đi đến ở từ vùng có dịch cúm gia cầm AH5N1 và phối hợp với các trạm kiểm dịch động vật trong giám sát gia cầm, thủy cầm vào Việt Nam qua cửa khẩu. Trước tình hình trên, Sở Y tế Cà Mau vừa gửi công văn khẩn đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện, thành phố và các phòng khám đa khoa tư nhân trong tỉnh về việc tăng cường giám sát viêm phổi nặng do virus. Sở Y tế đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tham mưu Sở Y tế về giám sát viêm phổi nặng do virus tại các địa phương trong tỉnh, sẵn sàng tập huấn chuyên môn dịch tễ, điều tra xử lý, xét nghiệm cho y tế huyện, thành phố, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, phối hợp với chi cục chăn nuôi và thú y phát hiện sớm về ổ dịch cúm trên đàn gia cầm và chia sẻ thông tin liên ngành. Việc xử lý ổ dịch cúm trên đàn gia cầm thực hiện theo quy định hiện hành. Phối hợp với các địa phương giám sát chặt chẽ những người đi đến và ở từ vùng có dịch bệnh cúm gia cầm và kiểm dịch động thực vật trong giám sát gia cầm. Thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh các trường hợp viêm phổi nặng nghi do virus và chùm ca bệnh viêm hô hấp nghi do virus để phối hợp kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để xác định tác nhân gây bệnh. Thường xuyên kiểm soát chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện nhằm tránh lây nhiễm chéo, bùng phát ổ dịch. Triển khai ngay công tác truyền thông đến người dân về các biện pháp phát hiện phòng chống bệnh cúm gia cầm như vệ sinh cá nhân, không tiêu thụ, mua bán sử dụng gia cầm sản phẩm gia cầm chết chưa rõ nguyên nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang. Trước tình trạng bệnh viện cạn vật tư thiết bị y tế, thậm chí có nguy cơ phải ngừng một số hoạt động, Chính phủ đã có công điện yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành giải quyết dứt điểm tình trạng này ngay trong quý 1.
công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai quyết liệt các giải pháp cần thiết để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân. Đồng thời yêu cầu Bộ Y tế rà soát cắt giảm các thủ tục hành chính, gây khó khăn cho việc thực hiện mua sắm thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ y tế. Thực hiện quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư số 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định và hướng dẫn về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đến nay, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã hoàn thành việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Cuối tháng 1 năm 2023, Phòng Tư pháp huyện Trần Văn Thời đã hoàn thành việc tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cung cấp đánh giá công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Việc đánh giá công nhận đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, công bằng và đúng quy định pháp luật. Nhằm nâng cao cái hiệu quả công tác phổ biến pháp luật đó, cũng như là các chuẩn quy pháp luật, thì trong nâng cao tỷ lệ hòa giải, tranh chấp mâu thuẫn trong nhân dân, phát sinh trong nội bộ nhân dân thì tăng cường công tác tuyên truyền, trợ giúp pháp lý, cũng như là tăng cường khả năng tiếp cận, thụ hưởng cái dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dân. Và đồng thời thì công tác tuyên truyền cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thị trấn quan tâm xây dựng mỗi xã ít nhất là hai cái mô hình điển hình có cái hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng như là hòa giải ở cơ sở. Cùng với huyện Trần Văn Thời, đến giữa tháng 2 năm 2023, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố còn lại trong tỉnh đã hoàn thành việc đánh giá công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn. Kết quả toàn tỉnh có 98 trên 101 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Chỉ đạo và hoàn công chức chuyên môn là thực hiện ban hành các cái kế hoạch liên quan đến việc thực hiện là chuẩn tiếp cận pháp luật, nhằm phục vụ cho cái công tác xây dựng nông thôn mới cũng như nông thôn mới nâng cao vào năm 2023 mà xã đã đăng ký với huyện. Cơ bản thì đến thời điểm này thì về công tác triển khai đến cán bộ rồi công chức viên chức người lao động cũng như trong nhân dân, đặc biệt nhất là thực hiện các cái phong trào xây dựng đời sống văn hóa cũng như cái về cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến tận nhân dân, rồi trợ giúp pháp lý đối với người dân khi cần thiết. Bên cạnh đó thì cũng thực hiện tốt cái công tác hòa giải ở địa phương nhằm tạo lại cái tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân, và đồng thời là gắn với cái việc thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Để có được những kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, với vai trò chuyên trách, Sở Tư pháp tỉnh, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, cấp ủy chính quyền cơ sở trong hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thì phòng cũng tham mưu với nhân dân huyện thành lập lại hội đồng đánh giá chuẩn pháp luật của huyện gồm có 15 thành viên, trong đó là lãnh đạo các ngành, đoàn thể của huyện. Rồi để kịp thời đánh giá thực trạng cũng như là những hạn chế khó khăn trong công tác chuẩn pháp luật, thì phòng cũng tham mưu nhân huyện là thành lập cái đoàn tiến hành kiểm tra trên 6 đơn vị xã thị trấn nhằm tháo gỡ kịp thời những cái khó khăn vướng mắc cơ sở. Thì theo báo cáo đánh giá của Ủy ban Nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau thì các đơn vị đã tổ chức đánh giá công nhận đảm bảo đầy đủ và đúng nội dung về các chỉ tiêu tiêu chí và đảm bảo cơ bản đúng các quy trình thủ tục theo quy định. Tuy nhiên thì đây cũng là cái kết quả bước đầu mà Sở Tư pháp ghi nhận được qua báo cáo, qua đánh giá của các huyện và thành phố Cà Mau, để có đánh giá rõ hơn về chất lượng của công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thì Sở Tư pháp cũng dự kiến tổ chức kiểm tra tại một số đơn vị cấp huyện, cấp xã, dự kiến vào đầu quý 2 năm 2023. Như vậy, nhìn một cách tổng thể, thì việc đánh giá công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng tiến độ, đảm bảo chất lượng đầy đủ và đúng nội dung các tiêu chí, chỉ tiêu và trình tự thủ tục theo quy định. Việc triển khai thực hiện đánh giá công nhận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội,
bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.